Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay sáng thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022 đó cả nhà. Sáng nay mình đến cái ruộng của mình á. Hôm qua mình xạ, mà xạ lúc 5 giờ. Đang xạ thì mưa rất lớn cả nhà, mưa to lắm. Mưa mình tính tới 2 tiếng luôn. 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ mới tạnh mưa đó, mà tạnh thì cũng có mưa tiếp nhỏ nhỏ. Sáng nay mình đến mình khoét cái đường, cái rạch á, mình làm cái đường để nước nó thoát rồi để nó cạn trong ruộng á cả nhà. Bây giờ lúc này thì 8 giờ kém, tức là 7 giờ 50 phút, gần 8 giờ đúng rồi đó. Bây giờ mình sẽ quay phía trước nha. Trước mắt thì mình quay phía trước là nước hôm qua nó mạnh cỡ nào, nó phá hết cái mương, phá hết cái bờ của bà con của mình. Đây cả nhà. Đây. Đây, phá hết. To chưa? Nước rất là to nha. Bờ to cỡ này mà bể hết này nha. Rồi cả cái dầu lai luôn. Đây. Đó. Lấp hết cái ruộng người ta làm bằng rồi cả nhà. Nhưng mà nước nó nhiều quá, nước nó mạnh quá. Nó bể. Rồi mấy cái số cát nó lấp hết luôn, hết ruộng người ta luôn. Bây giờ mình sẽ đi tới ruộng của mình. Đây bờ của mình đây. Lúa của mình xạ ngày hôm qua đó, không biết nó có trôi. Bây giờ mình sẽ cuốc. Nó có đường nè, cho nó thoát nước rồi nha. Mình xạ ngày hôm qua không biết nó có trôi hết không. Đây, ruộng của mình đây. Mình mới cắt vừa một tuần thôi, mình lại tiếp tục cày rồi bừa bằng rồi xạ ngày hôm qua. Ngày hôm qua là ngày 12 tháng 9 mình xạ lúc trời 5 giờ đó cả nhà. Đây, nước chảy từ ruộng của mẹ đó, của em. Mình cũng sẽ làm cái ranh này, cái mương theo đây này, cho nó chảy theo này, nó khỏi phải chảy qua thẳng, chảy vô trong ruộng đó. Ruộng bên này chưa xạ. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm họ sẽ xạ thứ năm. Cảm ơn Chúa, ruộng mình không có bị bể nha cả nhà. Bị bể cũng hơi cực đó. Chỗ này cũng bị bể nè. Ruộng của hàng xóm đó. Bên này mới xạ, đang tốt, đang lên. Xạ sao mình cắt trước rồi. Bây giờ mình bắt đầu làm cái rãnh nha.
Vậy là mình đã làm xong cái rạch nước bên này rồi, mình sẽ làm phía bên kia nè. Tại cái rạch hôm qua cái máy xới đã làm sẵn rồi, mình chỉ làm chỗ nào nó động như nó không chảy thôi. Đổ mồ hôi luôn cả nhà, vừa mới cuốc xong à, được rồi. Khát nước luôn á, mới vừa uống nước luôn. Mưa năm nay cũng tương đối nhiều lắm, cũng nhiều. Hôm qua mưa hơn 2 tiếng rồi. Bây giờ nước chảy rất rách ở trong ruộng hơi nó, nước chảy ra từ trong ruộng. Mình làm cái ranh, cái rạch để mình tháo nước cả nhà. Đó, mình làm cái ranh, cái rạch như vậy đó. Làm thú từ bên kia luôn chạy ra về đây. Một cái đấm ruộng mình luôn. Đó, mình chia sẻ công việc của mình trong ngày hôm nay. Mình đã làm xong rồi, làm cái rãnh, làm cái ranh, cái rạch, làm cái rạch, cái rạch để tháo nước. Cái ruộng này mình làm tăng vụ, mình xả ngày 12, lúc 5 giờ ngày hôm qua, tháng 9, ngày 12 tháng 9 năm 2022 tăng vụ đó cả nhà. Lúa này nếu mình làm đủ nước á, tháng 9, tháng 10, tháng 1, tháng 2 mới cắt. Bây giờ mình xin dừng video tại đây nhé. Xin chào cả nhà, xin chào các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại nha.